trời tạo ra địa chấn và cái đầu anh là điểm nhấn. Ok và hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Thì mình là Form Video Kì. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục việc làm về video về Minecraft nữa bạn ơi. Thì mình không hiểu tại sao thì như mình đang bị rơi ở trên kia xuống một cái hòn đảo như thế này các bạn. Thấy. Ủa thì đây là cái gì ta? Ui, hình như nó giống một cái dương các bạn ơi. Ui, giống cái rương khổng lồ các bạn. Ấy thì hiện tại mình đang ở trên một cái rương khổng lồ các bạn. Ui, được của ló các bạn ơi. Để mình kiểm tra cái này, đặt ở đây là Welcome to đảo rương khổng lồ các bạn. Ây, hiện tại mình đang ở trên một cái đảo rương khổng lồ các bạn. Mình không biết mình nên làm cái gì ở này các bạn ơi. Để mình coi thử trong này có cái hướng dẫn nào các bạn. Ui, khoan của bò nước à. Ủa, mình nước mà ai cũng biết vậy ta. Ui, hai anh Bon. Hôm nay em sẽ thử thách anh cũng như giúp anh bớt nước khi chơi sinh tồn. Em sẽ tặng anh một cái map này, mong anh cải thiện được trình độ sinh tồn của mình. Wow, có một bạn fan gửi cho mình cái map này hay sao? Wow, tuyệt vời luôn các bạn ơi. Ui, nhiệm vụ đầu tiên của mình là chế tạo 5 cái bánh mì rồi các bạn. Ui, mình nghĩ 5 cái bánh mì cũng khá là đơn giản các bạn. Tại vì ở trên cái này nó có rất là nhiều hạt giống này. Ok, mình sẽ đào mấy cái này các bạn. Ui, được một hạt giống này ngon các bạn, 2 hạt luôn. Ui, vậy là mình sẽ thử thách của các bạn này để mình chơi mình bớt nước hơn các bạn ơi. Đấy, 3 hạt giống nữa các bạn, ngon. Ui, 4 hạt giống luôn. Ui, quá nhiều hạt giống, mình sẽ đập hết những cái cỏ ở đây luôn nha các bạn. Ui, mình coi ở trong cái rương này có gì các bạn ơi. Wow, ui, cái này có 3 lúa mì nè các bạn. Wow, ở đây có băng ngoài lava nữa, mình sẽ làm được một cái máy phâm đá luôn đấy các bạn ơi. Nhưng mình nghĩ là hiện tại mình chưa cần, mình cũng không cần thiết phải làm đâu. Ô, có 7 cây nha các bạn, mình sẽ chặt cái cây này nha các bạn. Wow, không ngờ là có bạn thử thách mình ấy bớt nước hơn à. Uầy, mà tôi có nước đâu, tôi rất là pro luôn ấy các bạn, cứ để ý là các bạn thích mình chơi cái thử thách của bạn này thì các bạn quên để lại cho mình một like và một subscribe ủng hộ kênh nha các bạn. Nếu bạn là người mới, ui cái gì đấy, ở trên đây có cái gì đấy bạn, nguyên một con lồng spawner bạn ơi. Thì đây là lồng spawner của một con zombie. Wow, vậy là lát nữa mình sẽ gặp những con zombie các bạn. Phải nồi bạn ơi, mình sẽ chế tạo một cái cây ui gậy này các bạn. Đấy, chế tạo một cái, ôi trời sắp tối các bạn ơi. Xét còn chuẩn bị nó tấn công mình thì toàn các bạn. Chế tạo một cái cây ôi chết, quên hết công thức rồi. Đây, mình sẽ chế tạo một cái cây gọi là cái cây cuốc để mình trồng, mình trồng những cái hạt giống mình mới đào được các bạn ơi. Đây, đây chỉ là cây cuốc của chúng ta. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, vừa đủ luôn nha các bạn. Đấy, để mình sẽ đặt mấy cái này đi nha các bạn ơi. Để mình sẽ trồng lại những cái cây nha các bạn. Để mà lát nữa mình sẽ có mầm keo mình chặt nha các bạn ơi. Wow, không biết là ở bên dưới này có đá không nhờ. Để mình kiểm tra thôi. À, thì ra ở dưới này cũng có đá nha các bạn. Thì mình sẽ đào ở dưới luôn. Đấy, mình sẽ đi xuống đó mình kiếm một ít đá nha các bạn. Để mình kiểm tra thử nhiệm vụ thứ hai của mình như thế nào các bạn ơi. Chế tạo giường và ngủ qua đêm tại đảo rương. Wow, nhiệm vụ thứ hai của mình cũng ok vãi nồi các bạn. Nhiệm vụ thứ ba là đào 10 viên kim cương các bạn ơi. Vậy chắc chắn là ở bên dưới này sẽ có kim cương rồi các bạn. Vậy mình sẽ đào một cây cúp nào các bạn ơi. Đấy, trước tiên là mình chỉ cần làm cây cúp gỗ trước thôi các bạn. Tại vì mình chưa có dụng cụ gì nhiều các bạn ơi, mình chỉ cần làm cây cúp gỗ trước thôi. Đấy, bây giờ sẽ đào xuống nha các bạn. Ôi, ui, ở dưới này đá khá là nhiều luôn ấy. Wow, bây giờ mình sẽ làm cái cây cúp đá luôn nha các bạn. Vứt cái cây cúp gỗ đi các bạn ơi. Ấy, thì mình sẽ đào cúp đá để làm cho đẩy nhanh tiến độ mình lên các bạn. Tại vì mình là pro mà, nó phải núp đâu. Ai nói mình núp vậy? Không hiểu luôn ấy. Ok luôn, mình sẽ làm cái cây cúp đá mình đào cho nhanh các bạn ơi. Ui, thử thách này cũng khá là đơn giản các bạn ơi. Ui trời mưa các bạn ơi, phải nồi. Ui bên kia là cái gì các bạn? Mình cũng không để ý lắm các bạn ơi. Ok các bạn ơi, trời mưa rồi, mình sẽ làm nhanh nhanh nha các bạn ơi. Ui, không biết ở dưới đây có zombie không nhỉ các bạn.
Hy vọng là ở dưới đây chỉ có than mà mình sẽ làm những cây đuốc các bạn ơi. Để em các bạn ơi. Mình nghĩ là mình sẽ cần kiếm một ít sắt để nâng cấp lên cái cây cúp sắt ấy. Mình sẽ đào vàng cho nó dễ hơn các bạn ơi. Ấy. Wow. Ui có vàng nhiều vãi nồi các bạn ơi. À, ui có đá đỏ luôn này các bạn. Wow. Ui, đá đỏ nó làm phát sáng cái khu này lên các bạn ơi, khá là tiện lợi luôn. Wow, ngon vãi nồi. Ui sao không có sắt nhờ? Ít nhất phải cho tôi một cục sắt chứ. Ui, kim cương. Wow. Vậy là mình đúng là dự đoán của mình là chắc chắn ở dưới này sẽ có kim cương mà các bạn. Nhưng mà vẫn chưa tìm thấy một viên sắt nào hết các bạn ơi. Tại vì chúng ta phải cần sắt mới được đào những cái khoáng sản còn lại bạn ơi. Wow. Một lưu ly nữa các bạn. Họ dưới này khá nhiều khoáng sản luôn các bạn ơi. Không biết có đủ 10 viên kim cương để mình thực hiện cái thử thách của bạn fan hồi nãy đưa ra không các bạn. Hy vọng là sẽ có đủ 10 viên kim cương. Ui. Sấm sét đánh to vãi nồi các bạn. Ui mình đào gần hư cái cây cúp đá mà mỏng chưa thấy một cục sắt nào các bạn. Ui sắt này các bạn ơi, ngon. Tuyệt vời. Vậy là chúng ta đã lên được thời kỳ độ sắt rồi các bạn. Wow. Nhiệm vụ khá đơn giản luôn không nào các bạn ơi. Nếu mình nghĩ là nếu mình hoàn thành hết tất cả các nhiệm vụ thì mình sẽ được về nhà đấy các bạn. Ôi mình chỉ không bị mắc kẹt ở cái đảo rương này đâu các bạn ơi. Wow. Phải có kim cương đấy các bạn ơi. Mình nghĩ là ở cái đảo này chỉ có rất nhiều kim cương ấy. Chắc chắn là sẽ hơn 10 viên rồi. Wow. Lần đầu tiên mình chơi cái thử thách trên sinh tồn trên cái đảo rương này các bạn. Nào bạn nào thích thì ui hư kim cương các bạn ơi. Bạn nào thích thì cứ để lại một like mà đăng ký kênh cho mình nha các bạn. Đây là động lực để cho mình ra clip mới nhất có thể luôn các bạn ơi. Wow. Thì đã có rất nhiều bạn biết là cái map này cũng đã có rất nhiều người chơi rồi. Ví dụ như là Street Gray này, MK Gaming này, Lập Kentucky này rất là nhiều người chơi luôn các bạn ơi. Mình chỉ là người cuối cùng thôi. Wow. Ui, sấm sét to vãi nồi các bạn. Nhưng mà sao mấy cây mình vẫn chưa lớn nhờ. Đấy, mình chỉ cần làm thêm một ít gọi là cái gì này à. Một cây cúp sắt nha các bạn ơi. Đấy. Mình để mình kiểm tra thử bên đây có đồ ăn không. Ui, vẫn không có đồ ăn luôn các bạn ơi. À. Mình sẽ làm cái bộ giáp bằng da thuộc các bạn. Ui. Ngầu chưa các bạn ơi. Ngầu quái luôn các bạn. Đây là cái mũ da đầu tiên của mình đúng không các bạn ơi. Đấy. Ui, 4 cục sắt các bạn ơi. Mình nghĩ là mình đã đủ làm một cây cúp rồi đấy. Wow, thì đây là cây cúp sắt đi. Yeah. Để mình kiểm tra thôi mình đã làm được cái nhiệm vụ nào nha các bạn. Vẫn chưa làm được cái nhiệm vụ nào luôn các bạn ơi. Wow. Không biết ở trên đấy có gì không nha các bạn. Từ lát nữa mình lên đó mình kiểm tra sau nha các bạn ơi. Bây giờ việc cuối cùng của mình làm chỉ đào những viên kim cương nha các bạn. Wow. Hy vọng là sẽ đủ 10 viên kim cương các bạn ơi. Ui, mình cần đào thêm một ít sắt nữa nha. Ôi, một viên kim cương này các bạn ơi. Thế chúng ta đã được làm được cái tiến trình kim cương nha các bạn. 2 viên. Wow. Ở còn bên đây nữa nha các bạn. Ủa, bên nào nhờ? Đây, bên đây nè các bạn ơi. À, viên này. Ui, 5 viên kim cương rồi các bạn ơi. 6 viên. 7 viên các bạn ơi. Ui, chỉ còn 3 viên nữa là chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi các bạn. Wow. Nhiệm vụ đầu tiên của mình là đi đào kim cương khá là easy các bạn. Ui. Ở bên trong này khá là nhiều sắt luôn các bạn ơi. Ui, có than đó bạn ơi. Vậy là chúng ta sẽ có đuốc. Đấy. Mình sẽ thắp sáng ở khu đảo của mình lên nha các bạn. Để cho lúa nó mọc chín hơn ấy. Nhanh hơn các bạn ơi. Ui, kim cương nữa các bạn. Ui. Kim cương nữa các bạn ơi. Wow. Khá là nhiều kim cương luôn ấy. Mình không nghĩ là nó có thể là nhiều đến như vậy luôn các bạn ơi. Ui, lại một cái rương nữa các bạn. Hy vọng nó sẽ cho mình đồ gì đó là may mắn nha. Wow. Ui, cổng The End nha các bạn ơi. Hiện tại mình chưa cần. Cái nhiệm vụ của mình vẫn chưa liên quan tới cổng The End đâu. Hiện tại mình chỉ sử dụng đâu nha các bạn. Wow, 16 viên kim cương luôn. Wow, tuyệt vời các bạn ơi. Vậy là mình chỉ có thể chế được những cái bộ giáp hay là những cái gì đó sử dụng bằng kim cương. Vẫn còn dư rất là nhiều kim cương nha các bạn. Wow, các bạn ơi, tuyệt vời luôn ấy. Ui, ở đây khá là nhiều sắt nha các bạn. Ui là cải có kim cương này các bạn ơi. Wow. Đúng là cái đảo này rất là nhiều kim cương luôn mà. Ui.
22 viên kim cương luôn. Ui, đây nữa nè các bạn. Ui, 23 viên kim cương luôn các bạn ơi. Lần đầu tiên trong cuộc đời của mình mà mình nhìn thấy một cái đảo đi rất nhiều kim cương như thế này đúng không các bạn. Wow. Ok các bạn ơi. Ui, mình chỉ làm. Ok, vậy là mình đã có 10 viên kim cương nè các bạn. Đấy, vậy là chúng ta đã hoàn thành được một cái nhiệm vụ nha các bạn. Hiện tại mình đã hoàn thành được cái nhiệm vụ thứ ba rồi nha các bạn ơi. Ok, mình nghĩ là mình sẽ lên bên trên để kiểm tra được có gì ở bên trên không nha các bạn. Hy vọng là sẽ có một cái thứ gì đó là may mắn cho mình nha. Đấy. Ui, 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 ui. Đông quái nổi các bạn ơi. Ui, phải ngồi. Trời ơi là trời. Mình đi căng lụm đồ các bạn. Ui, đông quái nổi các bạn ơi. Con này nó tấn công mình nhiều quái. Ui, sợ vãi rồi các bạn ơi. Mình nghĩ là mình cần nên nâng cấp cái bộ giáp của mình các bạn. À, hình như là nó xuất hiện nhờ cái lọc spawner các bạn ơi. Mình nghĩ là mình sẽ đặt cái đi cái lọc spawner đi nó sẽ hợp lý hơn. Đấy. Đấy, mình đã đặt đi cái lọc spawner các bạn ơi. Vậy là nó sẽ không xuất hiện thêm những con zombie nào nữa các bạn. Đấy, ok. Bây giờ mình sẽ nung sắt của mình lên nha các bạn. Nó sẽ bảo vệ mình hơn các bạn ơi. Ui, hiện tại mình sẽ làm thêm một cái kiếm bằng sắt nha các bạn. Để lát nữa mình lên trên ấy, mình sẽ dễ dàng tấn công với con Spider-Man với những con người xương các bạn. Ý, dễ dàng hơn rất là nhiều luôn. Một cái kiếm nha các bạn. Ui, mình nghe tiếng nhện luôn ấy các bạn. Bạn nào nghe tiếng nhện các bạn comment bên dưới video cho mình biết nha các bạn. Ui, mình phải kiếm nha các bạn ơi. Thêm một cái mình nghĩ là mình sẽ cần thêm một cái bộ giáp nha các bạn, một cái quần với một cái ủng nữa nha các bạn. Đấy. Wow, để bảo vệ cái cơ thể của mình thôi các bạn ơi. Rồi nha, em kiểm tra. Ui, có hai cái bột xương nữa nha các bạn. Bột xương rồi mình sẽ phân bón cho những cái lúa của mình nha các bạn ơi. Đấy, chín nha các bạn ơi. Như vậy là chín. Ui, một con skeleton các bạn ơi, vãi nồi chứ. Ui, sẽ ăn những cái thịt thối rửa này các bạn ơi. Vãi rồi. Mình đợi một tí để mình hồi máu nha các bạn. Ui, đã tính lúc hơi bị căng thẳng với cái nhiệm vụ này các bạn ơi, bắt đầu thấy khó khăn rồi đấy. Đấy, mình có nên là đặt luôn cái lồng spawner đó không nhờ. Mình cần thêm một viên đó. Đấy. Vậy là chúng ta chỉ có một cái quần sắt vừa đủ luôn các bạn ơi. Ok, mình nghĩ là mình sẽ cần thêm một ít máu nữa nha các bạn. Để mình lên ở trên thì sẽ ok, nó dễ dàng hơn các bạn ơi. Chứ bây giờ mình lên thì nó sẽ bị tấn công bởi những cái con quái vật các bạn. Rất là nhiều, rất là nguy hiểm luôn. Hiện tại mình vẫn chưa có thức ăn luôn các bạn. Mình chỉ mới hoàn thành được một nhiệm vụ thứ ba thôi, đến chỉ là đạt được 10 viên kim cương các bạn ơi. À, nhiệm vụ 4 là thử thách sống 24 giờ trên đảo này mình đã hoàn thành nha các bạn. Tại vì mình đã sống từ sáng đến tối rồi. Vậy là mình đã hoàn thành được hai nhiệm vụ nha các bạn. Nhiệm vụ thứ ba và nhiệm vụ thứ tư. Và mình chỉ còn ở nhiệm vụ ngủ qua đêm với lợi chế tạo 5 ổ bánh mì thôi các bạn ơi. Đấy. Ok, bây giờ mình sẽ lên tiếp tục cuộc hành trình với cái bọn này nha các bạn. Uầy, sợ vãi nổi các bạn ơi. Ui, ui,
Lút đồ hết bạn ơi. Ui. Ui, một cái vé chiến thắng nè bạn ơi. Wow, ngon các bạn. Ui, ở đây một con cừu các bạn. Còn đây là một con Spider-Man. Ui. Ui, mình chia đi xuống nữa bạn. Khá là nguy hiểm luôn ấy. May mà trời nó sáng rồi bạn, nó ít xuất hiện những con zombie các bạn. Ok. Ui. Hello anh hai. Anh hai làm gì đấy hả anh hai? Ui, nó có cùng con zombie cầm sẵn luôn các bạn ơi. Khá là ngầu. Khá là ngầu luôn. Ok. Thì đây là chính sinh ra con cừu nha các bạn. Ui. Mình sẽ lấy kéo và mình sẽ cắt lòng của nó bạn. Sẽ hoàn thành được cái nhiệm vụ là ngủ qua đêm. Wow, mình thật là thông minh các bạn. Đấy. Ok bạn ơi. Mình khá là nhiều hạt giống rồi, mình sẽ cắt bớt rồi bạn ơi. Hiện tại mình sẽ không cần hạt giống nhiều đâu. Mình sẽ cắt bớt những hạt giống đi. Đấy. Wow. Vậy sẽ làm cái giường nha các bạn. Đó. Thì ok, thì đây là cái giường của mình. Mình sẽ có thể thực hiện cái thử thách ngủ qua đêm nha các bạn. Và để mình kiểm tra thôi mình hoàn thành được nhiệm vụ nào các bạn. Chế tạo 5 bánh mì vẫn chưa hoàn thành các bạn. À, mình cần thêm khá là nhiều hạt giống luôn các bạn. À, một có một cái lồng spawner của cái con bột xương nữa các bạn ơi. Mình nghĩ là mình sẽ lên đó farm ít bột xương và đẩy nhanh cái tiến độ của cái nhiệm vụ này nha các bạn. Cái này cao quá nổi bạn. Trời sắp tối rồi nhờ. Để mình lên mình kiểm tra thử thôi. Đấy. Có thức ăn nha các bạn ơi. Hồi máu khá là nhanh luôn ấy. Trứng chim gà chó sói các bạn. Hiện tại mình vẫn chưa có nhiệm vụ nào cần chó sói đâu. Để mình kiểm tra thử thôi. Mình còn cái nhiệm vụ là chế tạo 5 ổ bánh mì nè. Chế tạo giường ngủ qua đêm thì mình sẽ chờ tối nay mình sẽ ngủ mà hoàn thành cái nhiệm vụ này luôn nha các bạn. Ok, cái vé chiến thắng hiện tại mình đang ở trong tay nha các bạn. Đấy, mình sẽ để cái vé chiến thắng ở đây. Và cái nhiệm vụ còn lại của mình chỉ cần là 5 ổ bánh mì với lại ngủ qua đêm thôi. Chỉ chờ tối và mình sẽ lên đó mình farm một ít gọi là bột xương. Bột xương của những con skeleton ở trên đó các bạn ơi. Trong cái thời gian rảnh đó thì mình sẽ đi xuống đây mình đào một khoáng sản để mình vào ở dưới đây còn kim cương hay là cái gì đó không các bạn. Ôi con dơi đó các bạn ơi. Trời tối quá xuất hiện con dơi ở trong đây luôn các bạn. Đấy. Uầy. Mình không hiểu là nó cho mình cái lưu ly để làm gì nha các bạn. Mình vẫn chưa sử dụng được cái lưu ly nhiều lắm các bạn ơi. Cái này khá là rộng luôn ấy. Trời vẫn chưa tối luôn các bạn ơi. Ok các bạn ơi, thì một hồi mình đi lòng vòng thì trời cũng đã tối các bạn ơi. Các bạn có thể thấy là trời tối thui luôn các bạn ơi, mà vẫn có bị mưa nha các bạn. Thì mình nghĩ là những con skeleton đó nó đã xuất hiện ở trên đó rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ lên và mình sẽ pha một ít bột xương nha các bạn. Hy vọng là chỉ có bột xương mà không bị chết nha các bạn. Ui, trước khi lên mình sẽ cầm thêm một cái miếng thịt đi. Lỡ đâu mà nó đói thì mình sẽ ăn vào đến hồi nó thì thật là nhanh luôn nha các bạn. Đấy. Mình có vẻ là làm cái cầu thang nó sẽ ok hơn. Ui ui. Ui nhiều quá rồi các bạn ơi. Ui. Từ từ anh hai hả? Ui nhiều quá rồi các bạn. Rồi. Con nhỏ nướng này. Hiện tại mình chỉ cần con người xương thôi bạn ơi. Mấy con này mình nghĩ là không cần đâu. Đấy. Chỉ cần những con người xương như thế này thôi bạn. Cái xây rộng ra để cho nó dễ tấn công các bạn. Có chỗ mà di chuyển các bạn. Đấy. Ui. Ui cái gì đông quá nổi các bạn. Ui. Ui sợ phải nổi. Mình cứ sợ nó bị bắn lén các bạn ơi.
Ui, chỉ có 3 cái bột xương thôi bạn ơi. Mình cần farm thêm một ít nữa nha bạn. Ui, cái lồng này xuất hiện lâu quá nồi nhờ. Mặc dù trời đã tối rồi bạn, mình đã chờ khá là lâu để chờ tối luôn. Nhưng mà, ui, đây nè bạn. Hello anh ơi, đừng giớt mà anh ơi. Ui, đang cần xương của anh luôn á. Ui vãi nồi, nó dớt rồi các bạn. Buồn thực chứ. Mình nghĩ là mình sẽ xây rộng cái chỗ này ra các bạn. Cái con này dớt. Buồn quá nồi. Lần đầu tiên mà mình sẽ cảm giác là mình tiếc cho một cái con skeleton mà nó bị chết. Chết trong tay của tôi thì không sao. Ui. Mình đánh nó lọt xuống đó thì vẫn ok nha các bạn. Bạn có thể farm được một bột xương của nó. Ui, đóng máy rồi. Ui, creeper. Phải rồi, em ơi, creeper kìa. Ui, what the fuck. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ôi trời ơi. Các bạn ơi, hai con creeper luôn các bạn. Ôi trời ơi, bạn ơi. Ôi, vẫn còn một xương nữa các bạn. Ôi. Ôi, chỉ có 3 cái ổ bánh mì thôi các bạn ơi. Sẽ đi ngủ qua đêm nha các bạn. Ok các bạn, thì rất là xin lỗi các bạn, thì mình đã chắc trải qua khá là nhiều trục trặc nên cái thử thách này mình sẽ không hoàn thành được nha các bạn, tại vì mình đã bị hai con Reaper nổ đi mất hết những cái đồ dụng cụ của mình rồi. Nhưng mà mình đã không hoàn thành được nhiệm vụ này rồi, khá là buồn luôn. Mình đã bị nước của bạn, buồn quá nồi em. Không thực hiện được thử thách của bạn fan, chuyện ra bạn. Chỉ còn đúng một cái thử thách là gọi là làm 5 cái ổ bánh mì thôi, mình vẫn làm được chỉ có 2 ổ thôi bạn ơi. Khá là buồn luôn. Thì ok, thì nếu bạn thích video của mình đừng quên để lại một like, một subscribe ủng hộ mình các bạn. Đặc biệt là nhấn cái chuông kế bên để nhận những thông báo mới từ video của mình các bạn. Bye bye, chúc bạn một ngày tốt lành. Yes.